Xin chào khán giả của ship.vn. Mời các bạn cùng chúng tôi mở họp một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Longines. Còn đây là các kênh thông tin liên lạc của ship. Mẫu đồng hồ này được một vị khách tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã nhờ ship mua hộ. Đó, kiện hàng này đã mua chưa chưa tới 3 tuần thì nó đã hạ cánh xuống kho của ship tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây, kiện hàng được ship từ quận Brooklyn thuộc thành phố New York, được ship tới kho của ship là nằm ở thành phố Rancho thuộc tiểu bang California. Cái bốc này được ship bằng dịch vụ là FedEx, tại cái bốc này nó to nên người ta chọn dịch vụ là FedEx. Thường thường những cái bốc nhỏ nhỏ người ta sẽ ship bằng dịch vụ là USPS. Còn đây là check-in của FedEx 12 cái số. Những thông tin check-in này chúng tôi sẽ gửi qua cho email cho các bạn liên tục, các bạn kiểm tra email. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cắt siêu. Khi các bạn nhờ ship mua hộ thì những cái thông tin hành trình kiện hàng nó sẽ được thông báo liên tục qua email cho các bạn nắm được hành trình của kiện hàng của mình nó đi tới đâu. Đó, bên trong nó là có một cái lớp giấy dầu để nó bảo vệ cái chiếc bốc khỏi bị bẩn. Đó, bên dưới nó có cái thông tin cửa hàng là Yomashop, ở dưới nó có một cái thẻ bảo hành màu đen. Tuy nhiên cái thẻ đó chúng ta chỉ sử dụng được tại Mỹ thôi, ở Việt Nam chúng ta không có sử dụng được. Đây là cái bóc của Longines, các bạn chờ tí để chúng tôi đeo bao tay vào. Longines nó là một thương hiệu được thành lập vào năm 1832. Đó, nó gia nhập tập đoàn Edwards Group là vào năm 1983, gia nhập cùng thời điểm với Tissot cũng gia nhập tập đoàn Edwards Group. Thì tập đoàn này là cái người kêu gọi là ông có tên là Nicolas Hayes. Cái lúc mà ngành công nghiệp đồng hồ của Thụy Sĩ bị chao đảo, bị ngành công nghiệp đồng hồ của Nhật Bản họ chiếm thị phần, thì lúc đó ông Nicolas Hayes đã kêu gọi các tập đoàn của các thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ hợp nhất lại với nhau. Đó, tập đoàn có tên là Edgeworth Group, ban đầu có tên là SMH. Đó, tới năm 1988 thì nó đổi tên thành Edgeworth Group, trong đó Longines là một thương hiệu được coi là trụ cột của tập đoàn này, nó cũng là trụ cột của nước Thụy Sĩ luôn. Những mẫu đồng hồ họ sản xuất ra những chiếc đồng hồ được đánh giá rất là cao, đó, được rất là nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới ưa chuộng. Thì thương hiệu Longines nó có một cái đặc điểm nổi bật trong quá trình lịch sử phát triển, đó là họ có rất là nhiều cái sáng kiến và rất là nhiều những cái bằng sáng chế. Họ sáng chế ra những phát minh ra, sau đó họ đi đăng ký sở hữu trí tuệ. Rồi các bạn đọc cái lịch sử của Longines, các bạn thấy có rất là nhiều cái những cái bằng sáng chế và phát minh. Đặc biệt là thương hiệu này còn nổi tiếng là sở hữu rất là nhiều những cái giải thưởng Rolex trong những cái triển lãm đồng hồ toàn cầu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau mở bốc của chiếc đồng hồ này lên. Nãy chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua về thương hiệu Longines. Ở nước tiếng Anh đọc đúng là Longa, nhưng mà tôi đọc Longines cho các bạn dễ hình dung, tại Việt Nam thường hay gọi là Longines. Đây, bên trong nó là một cái chiếc bốc màu xanh đậm, bên dưới là một cái quyển sổ dày hơn 800 trang. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật lên. Đây là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc Longines Present với cái tông màu vàng gold màu. Mẫu đồng hồ này, cái mẫu này nó có rất là nhiều màu. Màu vàng gold mặt trắng, còn ở cái đây trên tay của chúng ta là một cái mẫu màu vàng gold, cái mặt cũng vàng gold luôn. Cái mẫu đồng hồ này nó có một cái mẫu khác nữa, một cái mẫu tức là cái vỏ vàng gold, còn cái mặt là màu trắng, còn cái trên tay chúng ta là vỏ vàng gold, cái mặt nó cũng vàng gold luôn. Đó. Mẫu đồng hồ này có cái đường kính là 38.5 từ trái sang phải không tính núm. Độ dày là chỉ có 9mm thôi, mà độ dày khá là mỏng. Đồng hồ cơ mà độ dày chính tức là nó mỏng hơn cái độ dày trung bình là khoảng 1mm, độ dày trung bình thường là 10. Đó, các bạn thấy đồng hồ này rất là mỏng. Đặc biệt là những chiếc đồng hồ có đến từ Longines, nó có một cái điểm nổi tiếng, tức là nó có những thiết kế rất là thanh lịch và rất là tinh tế. Đó. Các bạn xem những cái mẫu đồng hồ Longines họ sản xuất ra thường thường sẽ có cái size nhỏ, chỉ là từ 36 đến 38.5, đó là những cái size rất là phổ biến của Longines. Đó, thường thường những cái mẫu đồng hồ mà nó ở phân khúc cao cấp á, là nó người ta sản xuất cái đường kính nó rất là nhỏ, nó không có to,
nó không phải những cái phân khúc ở dưới à, phân khúc tầm 400 đô là nó bự. Còn những cái chiếc đồng hồ mà các bạn để ý là nó càng mắc tiền thì cái đường kính của nó càng nhỏ lại, tại vì lên cái tầm đó rồi là người ta chỉ sở hữu những cái gì mà những cái nét chế tác tinh tinh tế thôi, chứ nó không còn cái vấn đề là đeo có vừa hay không nữa đó. Các bạn thấy có những chiếc đồng hồ rất là khủng, những cái doanh nhân người ta đeo những chiếc đồng hồ rất là khủng, tuy nhiên cái đường kính nó rất là bé bé xíu à. À, lúc đó là người ta đeo giống như đeo một cái thương hiệu, một cái độ tinh tế thôi, người ta không còn phải quan tâm tới là đeo có vừa cổ tay hay không, nó có phù hợp với cổ tay hay không nữa đó. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái, nó có một cái lớp siêu ni lông dán bên ngoài. Lớp siêu này nó cũng có chất keo dính á. Chúng ta dán một tháo một lần thôi. Đây, đầu tiên là về thiết kế, những mẫu đồng hồ mà nó có thiết kế classic đó, các bạn để ý nó có thiết kế rất là to giãn. Các bạn thấy không? Nó chỉ có 12 cái cọc số, 3 cái kim và những cái vạch chia bên ngoài, và thêm một cái vài thông tin như là cái tên thương hiệu và cái logo, là hai cái này là bắt buộc phải có rồi. Ở đây là dòng chữ automatic cho chúng ta biết cỗ máy này là cỗ máy nó có khả năng lên code tự động. Ở góc 6 giờ nó là dòng chữ switch đó. Ở Longines họ chỉ sử dụng một chữ thôi, switch. Còn những thương hiệu khác như Tissot người ta vẫn dùng hai chữ là switch mét. Ở Longines này họ chơi khác, cái cá tính một chút, chỉ dùng một cái từ là switch thôi. Lịch ngày là được đặt ở góc 3 giờ. Đây là cái góc rất là truyền thống, của cái vị trí truyền thống của lịch ngày, hầu như tất cả các mẫu đồng hồ đều để cái cửa sổ lịch ngày ở góc 3 giờ, vì cái góc này nó có một cái góc nhìn là cái góc nhìn nó tốt nhất, tối ưu nhất. Chúng ta nhìn khi đeo, chúng ta đeo nhìn nhìn từ góc này qua nó rất là tối ưu, tại vì nếu mà để ở góc này chúng ta nhìn ở góc nghiêng nó sẽ dễ bị che đó. Bị che bởi cái gờ này. Cọc số ở đây là cái góc 12 giờ thì nó sử dụng cái kiểu là nó hai vạch, nó khác biệt với những cái cọc số còn lại, vì đây là cái điểm khởi đầu của một ngày mới, một cái góc rất là quan trọng. Vì vậy góc này rất là đẹp, thì vì vậy cái tên logo được đặt ở ngay góc 12 giờ luôn. Ở những vòng ngoài là những cái vạch chia, vạch chia là những vạch sơn màu đen thôi. Còn cái cọc số 5, 10, 15 nó là những cái cọc số bằng thép nổi. Những cái cọc số này các bạn nhìn kỹ, bạn thấy nó là một cái hình vuông. À, nó là không phải cái cọc hình vuông hay là hình chữ nhật, nó là một cái cọc được thiết kế là vòm, nó cong lên đó, các bạn thấy. Họ đánh cho nó bo tròn cái độ cong lên. Ở cái trung tâm mặt số, cái mặt số này các bạn có một kỹ thuật chế tác, đó là những cái hiệu ứng sunburst, tức là hiệu ứng tia chảy tia từ trung tâm nó tỏa ra xung quanh. Đó, toàn bộ mặt số luôn. Ở đây là nó chỉ sử dụng một cái kỹ thuật chế tác là chảy tia thôi, sunburst. Bên hông cái khung vỏ này các bạn thấy nó là cái được đánh bóng luôn, cũng được mạ màu vàng. Lớp đánh bóng các bạn nhìn thấy nó rất là tinh tế. Cái núm chỉnh này là dạng bánh răng, những cái răng khá nhỏ. Mặt ngoài của Longines này họ có khắc tới cái chữ là Longines luôn. Cái chữ Longines này khắc rất là nhỏ nhưng mà họ vẫn khắc được. Đó, các bạn thấy ở đây là cái logo nè, cái logo tức là cái hình chiếc đồng hồ cát và hai cái cánh chim hai bên đó, các bạn thấy nó rất là nhỏ nhưng mà họ vẫn chế tác được. Còn những thương hiệu khác các bạn thấy họ chỉ khắc cái chữ chữ cái đầu tiên của tên thương hiệu đây, ví dụ như Tissot hoặc là Hamilton thì khắc chữ H, Certina thì có chữ C, còn ở Longines thì họ khắc luôn cả cái chữ Longines lên rất là dài và cái logo đầy đủ luôn. Nó chứng tỏ cái trình độ chế tác rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận. Tại vì khắc cái chữ lò, chứ ví dụ khắc chữ L thì nó rất là đơn giản, chữ L nó rất là to, ở đây khắc cả chữ Longines và cái logo. Đây là cái sợi dây ở đây là sợi dây da cá sấu. Nó có một cái lớp vân cá sấu này. Được đục sẵn 7 lỗ, sợi dây là dây màu đen, đường chỉ mai cũng màu đen, mặt sau thì nó có cái lớp hút ẩm. Ở đây là cái khắc chìm, tên logo và tên thương hiệu. Số 20 này là cái size dây. Size dây, cái độ rộng của size dây từ đây qua đây là 20 mm. Bên đây cũng vậy, cũng 20 mm. Còn cái đầu này nó nhỏ hơn. Cái đây, cái đầu này có thể là 18 mm thôi. Đó. Cái khóa, đây là sử dụng khóa gài.
cái mẫu đồng hồ này do nó thanh mang cái nét thanh lịch nên họ sử dụng cái khóa gài nó phù hợp hơn. Còn nếu sử dụng cái khóa bướm á thì tại vì cái khóa bướm nó cồng kềnh hơn rất là nhiều. Đó. Khóa bướm mặc dù nó sử dụng tiện lợi hơn, tuy nhiên ở trường hợp này thì sử dụng cái khóa gài nó lại phù hợp hơn, tại vì cái khóa gài nó nhỏ, nó phù hợp với cái nét thanh lịch của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này họ làm cũng rất là nhỏ. Đó. Đây là cái khóa của Longines, ở đây là có khắc cái logo, cái dập nổi cái logo. Khóa hay được đánh bóng. Mặt sau khóa cũng được đánh bóng luôn. Một số thương hiệu khác và các bạn để ý, cái mặt sau của khóa họ là một cái lớp sần sùi bình thường, đó. Nó không có cái thực chế tác gì hết. Ở đây ngay cả mặt sau của khóa họ cũng đánh bóng luôn. Các bạn thấy nó rất là đẹp. Những bộ phận ít được thấy tới nhưng mà người ta vẫn chế tác rất là tỉ mỉ. Mặt sau có ghi chữ Stainless Steel. Thép thép của Longines họ sử dụng nó là một cái loại thép thượng hạng, tức là cái quá trình mà chế tác cái thép của họ đó nó yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Thép nó cũng có nhiều cái loại tiêu chuẩn khác nhau, tại vì có một số loại thép nó phải vượt qua những cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu đó. Còn vậy chúng ta sẽ đi xem phần mặt sau. Đây là bộ phận rất là tuyệt vời của những chiếc đồng hồ cơ khí, chỉ có những chiếc đồng hồ cơ khí nó mới lộ ra được cái mặt sau này thôi, còn đối với những chiếc đồng hồ mà chạy pin á không thể nào mà lộ ra được. Chiếc đồng hồ cơ khí thì nó giá trị hơn những chiếc đồng hồ pin ở chỗ là nó lộ được những cái mặt sau nè, với lại nó khoe được những cái kỹ thuật chế tác thủ công, tức là kỹ thuật chế tác bằng tay á. Các bạn thấy những cái trước tiên là cái bánh cái rotor nè, họ được đánh những cái đường vân, đây là đánh bằng tay đó. Những cái đường vân nè, bằng tuy nhiên đánh bằng tay, tuy nhiên nó vẫn có một cái sự hỗ trợ gì đó của máy móc chỉ một phần thôi đó. Đây các bạn những cái đường vân xéo, còn nó khó khắc luôn cái chữ Longines màu đen, còn ở trên nó là cái logo là được đục lỗ luôn, nó đục một cái lỗ có hình cái logo. Còn đây là cái cỗ máy L8882. Còn bên trong nữa, bên trong thấy các bạn thấy những chiếc đồng hồ cao cấp đó, là ngay cả những cái miếng thép bên dưới các bạn thấy người ta cũng đánh vân, những cái đường vân xoắn ốc. Những cái đường vân xoắn ốc các bạn đây nhìn, các bạn nhìn kỹ là những cái đường vân xoắn ốc ở đây nó rất là rõ nét. Một số cái đường vân xoắn ốc người ta đánh nó hơi ẩu một chút, ở đây các bạn thấy những cái đường vân xoắn ốc ở đây người ta đánh rất là rõ ràng, cái vân nào ra vân đó. Còn những miếng thép bên dưới đó nó là những cái đường, cũng là những cái đường đánh vân nhưng mà nó không phải vân xoắn ốc, mà nó là những cái đường, những cái tia, nó dưới dạng tia, nhưng mà tuy nhiên cái tia này nó là những cái tia cong nhưng mà là những cái tia thẳng. Những cái tia cong thì nó sẽ khó đánh hơn là những cái tia thẳng rất là nhiều đó. Những tia cong lúc nào nó đẹp hơn, tại vì cái đường cong lúc nào nó cũng mang cái độ sexy và quyến rũ hơn rất là nhiều so với những cái đường thẳng. Những cái đường thẳng thì nó dễ chế tác hơn rất là nhiều đó. Đây là đòi hỏi những cái thực chế tác thủ công. Những đường thẳng thì thường người ta sẽ đánh bằng máy, còn những cái đường cong như thế này á thì bắt buộc người ta phải đánh bằng tay thủ công. Đó. Còn ở đây là bên đây cũng vậy, bên đây những miếng thép bên đây cũng được đánh vân. Tiếp theo là cái chỗ cái viên đá tím tím, đó là viên đá ruby, đó là cái trục xoay của cái ba lăng view. À, cái này cỗ máy của chúng ta chưa có hoạt động, chúng ta lên code cho nó hoạt động. Lên code thì chúng ta giữ nguyên nấm chỉnh, đừng có kéo ra, chúng ta vặn xuôi chiều ghi đồng hồ. Chúng ta vặn khoảng 20 vòng, mỗi vòng là nó tương đương khoảng 1 tiếng. Đó, các bạn thấy cái bánh xe cân bằng nó đã chuyển động rồi. Nó chuyển động với tần số rất là cao. Ở đây là nó sẽ chuyển động với tần số là 8 nhịp một giây, tức là một giây nó sẽ lắc qua lắc lại 8 lần. Mỗi lần nó lắc như vậy là nó sẽ giúp cho cái kim này nè, nó nhịp một nhịp. Đó, tức là một giây nó lắc 8 lần thì kim này một giây nó sẽ nhịp 8 lần. Các bạn dùng cái tính năng quay chậm slow motion của iPhone đó, các bạn quay chậm lại các bạn sẽ thấy nó rất là thú vị. Một giây là nó sẽ nhịp 8 lần nó mới qua tới cái dây kia. Tiếp theo là phần thông số. Ở đây là 482 nè, 44713, đó là serial number. Đối với Longines serial number chỉ có 8 cái tự thôi. Còn những cái tập những thương hiệu Tissot, Hamilton hay là Bido gì ở thương hiệu cùng tập đoàn với Longines này, là họ sử dụng tới 9 cái tự. Đây là on stainless steel, sheet metal. Ở mặt sau ghi chữ đầy đủ là sheet metal, mặt trước là chỉ ghi chữ sheet thôi. Water resistant này chúng ta chỉ dùng những hoạt động hàng ngày thôi, chúng ta không hạn chế đi mưa và đi bơi.
Vì da này mà đi mưa cũng cũng mau hỏng nữa. Đó, các bạn hạn chế tiếp xúc với nước. Đây là cái mã khuôn vỏ L4921.2. Ở dưới là cái mã máy là L8882. Đây là cái tên của cái series Freshen. Khả năng chống nước là 33. Ở đây khả năng chống nước 33 thì chúng ta có thể đi mưa được. Đó. Còn nếu mà trường hợp mà nó chỉ ghi water resistant thì thôi là chúng ta hạn chế đi mưa luôn. Ở đây 33 là chúng ta có thể đi mưa được. Tuy nhiên dây dài chúng ta cũng nên hạn chế đi mưa. Rồi chữ S là viết tắt của từ sapphire, tức là mặt kính nó làm bằng chất liệu kính sapphire. Kính sapphire thì các bạn đã biết rồi, nó có ưu điểm là nó chống xước rất là tốt. Thứ hai là nó có độ trong suốt rất là cao. Đó là tất cả những cái thông số về mẫu đồng hồ này mà ship muốn chia sẻ với các bạn nào đang quan tâm đến mẫu đồng hồ này, và những cái góc quay để cho các bạn cảm nhận được đó, và những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ để các bạn trước khi đặt chúng bạn tham khảo để xem coi có phù hợp với cái gu thời trang của các bạn hay không đó. Ở cái phần mô tả của video này chúng tôi sẽ cập nhật một cái đường dẫn, tại vì chúng tôi thấy nhiều bạn cứ comment hỏi giá bao nhiêu, thông số bao nhiêu đó, chúng tôi sẽ cập nhật đường dẫn, các bạn click vào đường dẫn đó đó để các bạn xem được giá, tại giá trên website là nó sẽ bao gồm luôn bảo hành. Còn nếu mà các bạn nhờ mua hộ thì các bạn hãy liên hệ với fanpage, nó sẽ có giá tốt hơn. Tuy nhiên các bạn phải chờ 3 tuần và đặt cọc 50%, với lại trường hợp mua hộ thì chúng tôi sẽ không có chịu trách nhiệm bảo hành, chúng tôi chỉ mua hộ giùm về các bạn thôi. Đó là tất cả những cái thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.